Đây là bộ phim hướng dẫn hồi quy tiền kiếp kể về thầy giáo dạy nhạc Joe Gardner tham gia thử thách 24 giờ làm con mèo. Thực ra anh đang trên đường tìm về cơ thể gốc của mình. Đồng hành cùng Joe là một linh hồn chán sống theo nghĩa đen. Vậy tại sao Joe lại nhập vào mèo? Liệu anh sẽ trở về cơ thể cũ hay sẽ hóa kiếp thành Trần Đức Bo? Tất cả sẽ có trong show. Tôi là Vui Vẻ và sau đây là recap show Cuộc Sống Nhiệm Màu. Bộ phim bắt đầu ở một phòng nhạc trong một trường cấp 2. Joe Gardner, một thầy giáo dạy nhạc part time đang cố truyền ngọn lửa đam mê cho lũ trẻ bằng kinh nghiệm của một giáo viên thể dục. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Thiếu sức hút của em ơi, hãy chơi một nốt son thật hay, đừng để nó in trên người khác. Thế em quên kèn ở nhà, thôi tạm cái trong quần thầy này. Sau khi dành chọn tâm tình cho lũ trẻ, Joe được thầy hiệu trưởng gặp riêng và anh chính thức được nhận vào trường với công việc là một giáo viên. Nhưng Joe có vẻ không vui vì ước mơ của anh là trở thành idol giới trẻ, chơi nhạc và cháy hết mình trên sân khấu. Anh đã dành gần hết cuộc đời mình để theo đuổi đam mê âm nhạc, để được bay lên cùng âm nhạc. Mặc dù anh có thể làm thế chỉ với một bi thuốc lào hoặc là một bài Vina hay, nhưng anh không theo đuổi giấc mơ của mình vì anh không thích ngủ. Joe về tiệm may của mẹ để thông báo anh được nhận việc full time. Cuối cùng thì mày cũng hết ăn bám tao. Nhìn xem, 40 tuổi vẫn nhờ tao vá slip cho. Thế mẹ muốn con làm gì nữa mặc váy á? Sao mày lại đội mũ trong nhà? Con bị nấm đâu? Mày có phải người Nhật đâu. Dù hơi hằn học nhưng mẹ Joe vui vờ lờ vì thằng con cuối cùng cũng thoát kiếp Forger. Nhưng bà không hiểu được ước mơ thực sự của con trai và giữa hai mẹ con có nhiều điều khó nói. Đột nhiên Joe nhận được một cú điện thoại của một học trò cũ hỏi anh có thể chơi đàn cho ban nhạc của Dorothy Williams. Dorothy Williams là một nghệ sĩ phòng trà bạn không cần quan tâm. Nhưng Joe là fan ruột nên anh đồng ý vội. Anh đi bộ như chó đuổi đến quán nửa nốt nhạc để thử sức trong vai trò nhạc công. Lúc đầu Williams tỏ ra khinh thường Joe, nhưng khi chứng kiến anh mân mê phím đàn, cô cùng cả ban nhạc chỉ biết trợn mắt mà thưởng thức. Thế là Joe nhận offer chơi lúc 9 giờ tối hôm đó, hí hửng vì được book show lần đầu. Joe hào hứng khoe với bạn bè qua điện thoại. Đường anh đi dẫu gặp nhiều sỏi đá, chân anh bước dù lòng chẳng rõ đi đâu, gặp ngay một con chó sủa gâu gâu và anh cắm con mẹ nó đầu xuống cống, pha cầu chổng ngược lên rồi. Sau một pha hỏng màn hình chừng 5 giây, linh hồn của Joe rơi xuống một cái thang cuốn, đi đến cõi sau. Joe chết rồi, sao lại cũng cuốn theo chiều thang này? Ủa không, Joe bảo bố mày là bin gì? Đám đông đi hướng nào anh đi ngược ngược. Anh nhảy khỏi thang, rơi xuống một vùng đất gọi là cõi trước. Cõi trước là gì thì Lý biết. Joe gặp Jerry, cô giáo mầm non của bạn, nói chung là quản lý của cõi trước. Cô nói với Joe rằng để xuống trái đất, anh phải tới cổng trời. Đâu rồi? Joe ba chân bốn cẳng chạy ra cổng, nhảy về nhà. Nhưng anh lại hóa người nhện, không được về nhà. Thì ra cõi trước là nơi các linh hồn hoàn thiện tính cách và huy hiệu của mình, rồi xuống trái đất sống kiếp người hoặc là kiếp chó, tùy bạn chọn. Jerry tưởng nhầm Joe là một mentor, người hướng dẫn các linh hồn, nên dẫn anh tới hội nghị chính bạn, nơi mentor giúp các linh hồn hoàn thiện huy hiệu của mình. Joe thì chưa muốn khuất núi nên ngậm bồ hòn làm ngọt, cuồn cút đi theo Jerry. Tại đây anh được bắt cặp và hướng dẫn cho 22, một linh hồn ngang bướng. Sau khi được vô số mentor hướng nghiệp như là làm ma gaming hay là trở thành YouTuber, thì 22 vẫn không muốn đầu thai. Bro, giá xăng như thế mà các ông muốn tôi đầu thai à? Trong khi đó Terry, kiểm toán viên của âm phủ vừa phát hiện ra bộ đếm linh hồn bị thiếu người. Nhưng thay vì fake số liệu như sinh viên năm cuối làm khóa luận tốt nghiệp, Terry quyết định tìm ra thủ phạm bằng cách trích sổ sinh tử từng cái một. Và nỗ lực của anh thì cứ như MV của Sơn Tùng MTP, rất là lâu ra. Trong khi đó Joe và 22 bị đá đít đến đại sảnh chính bạn, nơi ký ức của mentor được tái hiện để truyền cảm hứng cho các linh hồn. Nhưng mà nhìn thanh niên Joe hấp hối trên giường bệnh thì chỉ có truyền cảm cúm như truyền cảm hứng, đéo ơi. Thực ra cuộc đời của Joe không hẳn là vô nghĩa. Anh hào hứng khoe về ngày được bố cho lên ba giải đầm. Con trai, khi hai thằng đần chửi nhau bằng vần mà không cần nhạc, chúng ta có Battle No Beat. Còn khi một nghệ sĩ ít sáng chơi nhạc mà không cần beat, chúng ta có Free Jazz. Những kỷ niệm đẹp khiến khát vọng sống trong anh trở nên mãnh liệt. 22 cũng phải thốt lên vì đây là lần cô thấy một người da đen đánh đàn. Ô, tôi tưởng người ta chỉ đánh cả đàn da đen thôi. Thế là 22 và Joe thỏa thuận sẽ cùng nhau đi tìm mục đích sống của 22 để cô hoàn thành huy hiệu của mình. Rồi Joe sẽ dùng huy hiệu đó để chim cút, còn 22 sẽ không phải đầu thai. Đôi bên cùng có lợi, nhưng tạo hóa thì như quân đội của Ukraine. Không có đơn giản, vì linh hồn không thể sờ mò hay cảm nhận, nên 22 không thấy hứng thú với bất cứ thứ gì, từ làm bánh, làm lính, đến làm sếp, khiến Joe phát bực mà chửi thề. Bố cái thằng lục căn không đầy đủ. 22 thấy vô phương quá nên tìm cách khác, cô dẫn Joe về nhà và đưa anh tới vùng bay bổng. Không phải là nơi hút cần, nhưng không phải là nơi con người uống frisky. Khi con người thăng hoa cùng đam mê của mình, linh hồn của họ sẽ đến vùng bay bổng. Thăng hoa cái đéo hay hút cần đấy. Đây cũng là nơi chứa các linh hồn lạc lối, những người bị ám ảnh với đam mê của mình. Thấy cái con đen đen mồm nhầm tất cả là tại Uchiha Gale, Hokage đệ nhị đấy. Tại đây, 22 và Joe gặp Moonwin, một chuyên gia tài chính, vì anh cùng đội nhóm của mình chuẩn bắt đáy, giúp những người lạc lối lên thuyền và về bờ, theo cả hai nghĩa luôn. Trên thực tế, Moonwin vẫn còn sống, ông là một lão già đứng múa cột ở ngã tư sở, và đời ông thì vót sở vãi cả lìn. Linh hồn của ông thì phiêu bạt ở vùng bãi bổng, căng buồm cứu rỗi những linh hồn lạc lối mỗi ngày. Giống như Moonwin, Joe chưa chết hẳn, nên vẫn còn hy vọng để cho anh trở về. Nhưng do mất kết nối với thể xác, cả nhóm phải di chuyển đến điểm giao kết, nơi có wifi mạnh nhất để kết nối khỏe hơn. Nghi thức bắt đầu khi Moonwin vẽ một vòng tròn trên nền đất, con Joe thì nhắm mắt và bắt đầu cảm nhận cuộc sống của một người mù.
Được rồi. Cảm nhận vị trí của bản thân, sau khi nghe thấy tiếng điện tầm đồ cùng mùi nước sát khuẩn, Joe thấy bản thân mình bất tỉnh trên giường bệnh. Anh lập tức hóa chó, nhảy qua vòng để trở về với cơ thể của mình. Nhưng mà dục tốc thì bất đạt, vì quá nóng vội nên Joe kéo hai hai cùng đi. Cả hai rơi và thành công trở về trái đất. Chớ trêu thầy, Joe rơi vào cơ thể con mèo gần đó, còn 22 thì rơi vào cơ thể anh. Sau khi ổn định lại tinh thần, một người một mèo vội vã rời bệnh viện, chạy vội đến ngã tư sở tìm Moonwin. Nhưng 22 bị ngợp bởi cuộc sống ở trái đất, cô hoảng sợ trốn vào một góc trên phố. Tao sẽ về nhà bằng cách ngồi tuyệt thực ở đây. Mèo Joe nghe thế biết là bản thân đang đói nên trôn một miếng pizza về cho cô. 22 phê pha vì cảm nhận được hương vị của pizza. Joe bảo là còn nhiều thứ hay ho nên 22 đâm tò mò, đồng ý cùng Joe đi thay đổi không khí, đến gặp Moonwin ở ngã tư sở để tìm đường trở về. Nhưng mà Moonwin bảo là phải chờ giờ hoàng đạo, cụ thể là 6:30 tối. Đây là khung giờ hàng trăm người hồn lìa khỏi xác vì vài ba con số. Lúc này âm dương lẫn lộn thì mới có thể đổi hồn. Joe hẹn Moonwin ở quán nửa nốt nhạc rồi kéo 22 về nhà, tranh thủ sửa sang đồ nghề để đến quán cho kịp giờ diễn. Nhưng ngoài cửa nhà là một đứa học trò đến để xin nghỉ học nhạc. Em chán phải tập chơi nhạc sai nốt lắm rồi. Bro, đây là nhạc jazz mày kỳ vọng cái đéo ấy. Nhưng em ghét nhạc jazz. Ok, nhưng mà không hoàn học phí đâu nhá. Tôi yêu nhạc jazz. Thế là cô bé bỏ về, không quên hẹn tuần sau đến tập nhạc tiếp. Trở về phòng, Joe cùng 22 khám phá cơ thể mới, trong khi mèo Joe tỏ ra lo lắng. Ý tôi là no nắng khi được nằm uốn éo trước ánh dương. Thì 22 thắc mắc về cô bé vừa nãy. Là một người giỏi triết học, 22 biết rằng vật chất quyết định ý thức, nên quyết định xem vật chất trên người Joe bằng cách đi tắm và phát hiện ra khẩu digest eagle giữa hai chân mình. Khẩu này không bắn chết người mà tạo ra người. Và thế là cả hai cứ thế mà tận hưởng kiếp động vật và tiền động vật của mình. Không hay ở nơi cõ trước, Terry đã phát hiện ra người trốn khỏi Fountain Valley chính là Joe, mentor của 22. Hắn lập tức xuống trái đất để bắt anh về đầu thai. Trở lại về 22, đang ngồi im cho mèo Joe cạo đầu bằng tông đơ. Không ngoài dự kiến, Joe trượt chân khiến tông đơ biến thành container, vẽ cả một cái cao tốc bằng lông óc trên đầu 22. Joe và 22 tức đến 30 trài để gặp Peter Đàm. Nghe lâu đài tình ái không Joe? Nhìn tôi có giống muốn làm Peter Van không? Ý ông là thiên tài á? Không, điếc. Trong khi Peter Đàm cứu rỗi cái đầu của 22, 22 dạo lộn về cuộc sống ở cõi trước. Ra khỏi tiệm cắt tóc, 22 vui vẻ nô đùa trên đường đến quán nửa nốt nhạc. Cô đùa vui thì mức rách mẹ quần. Joe, anh có biết tôi và TikToker giống nhau ở điểm nào không? Chúng tôi đều thích khoe mông với người lạ. Joe hoảng sợ vì họ sẽ phải đến gặp mẹ anh để nhờ bà sửa lại cái quần, người mẹ mà anh không dám đối diện tại tiệm may của mẹ Joe. Thôi kìa, mày đang giấu tao cái gì? Con xin lỗi về cái con cá trong tủ lạnh. Cái gì cơ? Mày lại định làm nhạc sĩ đúng không? Nhưng đấy là sở thích của con. Việc của mày là đi dạy, nhưng nhạc là đam mê của con. Thế đam mê có cản bớt được ma gaming không? Con muốn được giống bố. Ý mày là bật hút à? Bất lực trước quyết tâm của con trai, mẹ Joe nhớ về người chồng đã mất. Ba mở tủ lấy bộ suit mà bố Joe để lại. Nếu bạn chưa biết thì bố Joe cũng là một nhạc công. Là bà đã thấu hiểu và tin tưởng vào ước mơ của con mình. Khoác lên mình bộ cánh mới, Joe cùng 22 tạm biệt mẹ rồi tới quán nửa nốt nhạc cho kịp giờ. Tại đây, 22 có khoảng lặng sau một ngày dài thử làm con người. Cô nhận ra cuộc sống đẹp hơn cô tưởng. Hai bố con nô đùa bên đường rất đẹp, túi rác bên đường cũng rất đẹp. May là cô chưa xem TikTok. Đúng lúc này Moonwin xuất hiện, chuẩn bị dùng uế thổ chuyển sinh đưa ai về nhà nấy. Nhưng ham muốn được sống khiến 22 quay xe. Cô muốn tìm ra mục đích sống của đời mình để hoàn thành huy hiệu. Cô chạy khỏi Joe và Moonwin và thế là một cuộc rượt đuổi diễn ra. Cả hai đang đuổi nhau thì chạy ngay vào bẫy Terry giăng sẵn. OST cuốn theo chiều gió nổi lên, linh hồn của Joe và 22 bay lên trên mọi người, bỏ lại thần xác Joe cùng con mèo béo nằm sấp mặt giữa đường. Trở về cõi trước thì surprise motherfucker, huy hiệu của 22 đã được hoàn thành từ bao giờ. Jerry cho phép Joe tiễn 22 tại cổng trời trước khi chính anh lên thiên đàng cùng Wawi. Joe lúc này sôi máu vãi đái, sắp được về nhà mà chân lại bước tới cửa tử nên quay sang sổ giờ về 22. Ông nói vì 22 ở trong cơ thể của ông, tư hưởng đam mê chơi nhạc của ông nên cô mới hoàn thành được huy hiệu, và đời cô chỉ như bức tường cách âm tốt, vô vọng vãi lờ. 22 nghe xong thì thấy buồn thiu vì Joe nói cũng khá là đúng. Cô ném huy hiệu cho Joe, còn bản thân thì dần trở thành một linh hồn lạc lối. Có được huy hiệu, Joe trở lại trái đất, nhập hồn vào xác. Dù vị trí nhà công đã bị thay thế, nhưng bằng tài hùng biện của mình, Joe vẫn thuyết phục William cho anh đánh cả đêm. Chắc do cô là người thích bạo dâm. Joe tin rằng đời anh sắp sang trang mới, nhưng khi kết thúc buổi diễn, mọi thứ vẫn tĩnh lặng, không có gì khác biệt. Và đấy là tín hiệu cho trầm cảm tham. Joe trở về nhà, lấy trong túi ra những đồ vật mà 22 để lại, từ cái kẹo mút, các bánh ăn dở, đến cánh hoa mà 22 nhặt trên đường. Anh nhận ra những khoảnh đẹp đẽ trong cuộc sống không chỉ là việc đạt được một cột mốc nào đó, mà còn là việc tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Anh cất cánh hoa rơi vào túi áo, bay lên cùng mái âm nhạc và trở lại vùng bay bổng. Hóa ra chơi piano giúp hồn lìa khỏi xác. Joe gặp lại Moonwin, họ cho tàu dí theo 22, nhưng cô sủi còn nhanh hơn cả Hoài Linh, biến Moonwin thành Johnny Depp, chìm nghỉm cùng con tàu và sự nghiệp của mình. Còn Joe thì vẫn đóng vai một thằng nghiện lô đề, theo đuổi con số 22, nhưng 22 đã kịp trốn ra cõi trước, phá phách đủ thứ. Lúc này Joe đi vào trong 22, theo nghĩa đen, chứng kiến những lời phán xét của các mentor dành cho cô. Joe định mở ngừng phán xét khi mày không sống cuộc đời tao, nhưng mà thấy hơi ung thư nên chuyển sang khuyên giải 22. Tuy nhiên cát bụi mày mở rằng lối khiến Joe không thể thấy sờ cai. Nhưng may mắn thay, anh có đem theo bảo vật, chính là cánh hoa úa tàn của sân tùng MTP.
thực ra là không tàn lắm. Thấy hào quang của Sơn Tùng, các ảo ảnh tan biến, sơ cai tề đẹp lại hiện ra. Joe đặt cánh hoa vào tay 22, làm linh hồn cô bình tâm trở lại. Thế là cô nhận lại huy hiệu từ Joe, sẵn sàng xuống trái đất. Nhưng mà 22 vẫn thấy sợ, nên Joe nhảy xuống cùng 22 để tiễn cô đi một đoạn. 22 xuống trái đất, còn Joe thì sẵn sàng trở về cát bụi. Sao Joe không về nhà nhờ Moonwind? Terry ở đây để trả lời câu hỏi đó, và hắn sẽ không để cho Joe chuẩn đi lần nữa. Nhưng trong lúc anh theo thang cuốn về trời, Jerry bất ngờ xuất hiện, tặng Joe một vé về trái đất như lời cảm ơn đã đít con quỷ nhỏ 22 khỏi cõi trước. Bộ phim kết thúc khi Joe bước qua cánh cửa, trở lại cuộc sống bình thường, tự dặn lòng mình sẽ đi bộ cẩn thận hơn, khép lại một bộ phim đầy nhân văn và có ý nghĩa. Có thể nói, Soul là bộ hoạt hình mang nhiều bài học nhắc nhở chúng ta trân trọng từng giây phút trong cuộc sống, đừng bao giờ từ bỏ đam mê và tuân thủ luật giao thông nếu không muốn trở thành một con súc vật. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer. Vui Vẻ, người chơi điện tử, người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.